Vũ xin chào tất cả mọi người ạ. Cũng 2 tuần rồi Vũ không có lên video nào hết, thì cũng có anh em hỏi Vũ sao không thấy làm video. Tại Vũ đang soạn chỗ cho mấy con gà mọi người, nên nó luôn lù bù quá. Thì Vũ xin giới thiệu cho những anh em mà chưa biết cái dòng gà này, thì đây là gà mã lại đuôi quạt nha mọi người. Đó, anh em nhìn cái đuôi đó là anh em cũng hiểu rồi ha. Cái tên của nó xuất phát từ cái đuôi mọi người, cái đuôi nó xòe như cái quạt vậy á, Vũ thấy nó xòe như con cong vậy mọi người đó. Mà đặc trưng của cái dòng này thì nó xòe, nó không có túm lại như con cong, xòe lại để luôn vậy đó. Vũ nhìn dòng gà này Vũ kết lắm. Hiện tại thì Vũ đang nhân giống cái dòng gà này nè. Còn về xuất xứ của cái dòng gà này thì thật ra bây giờ thì cũng không biết là nó xuất xứ từ đâu anh em. Nhưng mà chỉ biết là dòng gà này có mặt ở Việt Nam là hơn mấy chục năm rồi. Tại vì có chú, có bác đã chơi mấy chục năm rồi anh em. 30-40 năm luôn rồi đó. Mình có hỏi gọi là nó từ Việt Nam rồi. Dòng gà này thì thường thường hồi xưa người ta gọi là cho giới quý tộc, vua chúa đó anh em, đó nên cái giá trị nó rất là cao, nó không được phổ biến thôi. Trong giới chơi gà cảnh thì thật ra cái dòng gà này cũng không được phổ biến á, nên là ít người nhân giống ra nên giá thành nó rất là cao luôn anh em. Thì đây là những con nó tầm khoảng 7 tháng tuổi nè, gái rành hết rồi, đập mái được hết rồi. Thì những con này là đang để tách ra để làm nọc rồi mọi người. Thì những con này thì Vũ cũng chia lại cho anh em luôn ha. Những con này như thế này là từ 2 triệu rưỡi đến 3 triệu một con nha mọi người, tùy vào mức độ song lông của nó. Tại vì có những con nó đang thay lông, có những con thì nó thay lông xong rồi, có một vài con nó đang bị nó thay lông, nói chung là chưa được cứng lắm. Thứ hai là cái độ xòe của nó đó, xòe nó không đạt nữa nè. Thì con gà này thì cái đuôi nè, cái quan trọng như theo Vũ thấy thì nhiều bác, nhiều chú lớn tuổi chơi trước thì chơi nhiều tiêu chí lắm, cả chân, cả màu chân, màu mặt, rồi móng mỏ đủ thứ. Nhưng mà Vũ thì Vũ chỉ đánh giá cái đuôi thôi. Đuôi càng xòe tròn, càng căng xứng là càng đẹp, càng lớn là càng đẹp. Đó, như này em thấy con này nó xòe ghê không? Đó, như con này là xứng đáng làm nọc này nè. Con này là con ó. Thì có bỏ một con má vô cho nó mà không biết nó có đạp không, thấy má lên nằm ổ rồi kìa. Thì những cặp nọc hiện tại bây giờ thì nhập vô nó khoảng tầm 5 triệu đến 8 triệu anh em ha. Hàng gọi là hàng VIP, hàng 9 nút rưỡi 10 nút luôn á. Tại vì mình anh em nào mà làm trại á, anh em cũng biết ha, nếu mình nhập vô cái hàng 9 nút 10 nút á thì mình ép ra thì nó có 9 nút 10 nút 7 nút 8 nút 5 nút đầy đủ luôn đó, không có mình lựa ra. Còn anh em nhập cái hàng mà 7 8 nút á thì cái trại anh em sau 2 năm nó toàn là hàng gì đâu không à, không có hàng để anh em lựa luôn đó. Nên cái tiền mà mình nhập cái hàng giống đầu tiên nó đắt lắm. Còn đây là gà 3 tháng, 4 tháng, có con 5 tháng luôn nè. Nhưng mà 4 tháng, 5 tháng là chủ yếu là mấy con mái mới thả như vậy thôi. Còn trống thì 4 tháng thì phải tách lên lồng riêng để cho nó sung, để nó căng đuôi nè.
Thì cái hàng này cái độ tuổi của nó đó anh em, nó chưa đủ độ tuổi để mà nó phô diễn ra hết được cái đuôi cái dáng của nó đó, nên cũng khó nói. Cái này cũng nói thật là cũng khó biết là con nào nó xòe cỡ nào mọi người. Anh em muốn biết con nào nó xòe cỡ nào thì phải nuôi tới độ trưởng thành đó, tầm 5-6 tháng mới biết được. Nhưng mà cũng có những con nó có tố chất từ nhỏ luôn anh em ha, từ nhỏ là nó xòe rất là kinh khủng luôn, thì đó là những con xứng đáng là làm nọc. Để chút nữa chú quay cho anh em coi. Hàng này nếu mà nói về chấm điểm á, thì dụ chấm nó khoảng tầm 7 điểm 8 điểm anh em ha, đó gọi là 8 nút á, cho anh em mình vừa tiếp cận mình vừa trải nghiệm nha cái dòng này. Sau 2 tháng nữa thì có những con nó sẽ lên đuôi rất là kinh khủng luôn, đặc biệt là khi anh em tách ra từng con một á. Thì hàng này thì giá dao động nó tầm khoảng trên dưới 1,5 triệu anh em ha, 1,5 triệu một cặp á. Có thể là cũng có 1,3, 1,4, 1,6, 1,7 gì đó, tùy giờ anh em muốn vũ bắt cỡ nào thì vũ sẽ lựa cho anh em. Thì nó nhỉnh hơn 1-200 là do thứ nhất là nó lớn tháng hơn tí xíu nè, để có những con nó lớn tháng hơn tí xíu rồi nó thay lông nó xong á, cái bộ đuôi nó bắt đầu nó ra, nó trổ ra thì nó dựng đứng lên nó xòe đó, thì anh em sẽ nhìn đẹp hơn. Còn đây là những cái hàng mà gọi là hàng VIP, hàng lựa nè, hàng lựa tuyển chọn ra những con nó đặc biệt, nó có tố chất nha. Tuy là nó độ tuổi của nó ít hơn, như trên đây nó tập khoảng 2 tháng à, 2 tháng, nhưng có những con nó đứng đuôi rất là, anh em thấy nó xòe rồi ha. Ở dưới đây 3 tháng anh em sẽ nhìn rõ hơn nè, 3 tháng cái đuôi nó dài hơn tí xíu anh em sẽ nhìn rõ hơn. Dưới đây cũng 3 tháng luôn. Cái đuôi nó xè, bắt đầu lông đuôi nó ra nhiều rồi, bắt đầu nó xè như cái quạt, anh em thấy không? Có những con nó đưa lên phía trước luôn à. Hàng này là 2,5 triệu một cặp nha anh em ha, một cặp của nó là gần bằng một con nọc 6 tháng luôn anh em, 6-7 tháng luôn á. Nói chung tiền nào của nấy thôi mọi người. Này, quay cho anh em coi con nọc nha. Máy ngạn hiện tại bây giờ nó cũng rất là khan luôn mọi người. Vì kiếm mua Vũ hiện tại Vũ đang kiếm mua cũng không có nhiều. Vũ còn đang thiếu trống ngạn nữa. Còn anh em nào mà ở gần Vũ thì kinh phí nó eo hẹp quá mà muốn trải nghiệm dòng gà này thì bắt mấy con gà con này nè anh em. Nhưng mà ở gần nha, ở gần thì Vũ mới ship được gà này nha, ở xa là thua luôn á. Còn đây thì nó lớn hơn tí xíu nè, này ship xa chắc cũng được ok nè anh em. Rồi ok anh em ha, anh em thích cái gà dòng gà này thì có thể alo Vũ nha. Vũ xin cảm ơn tất cả mọi người đã xem video của Vũ nha. Vũ xin chào tất cả mọi người ạ. Vũ chúc tất cả mọi người được thật nhiều sức khỏe ạ.